Hello, xin chào. Đây là một kiểu form đầu khó các bạn. Tóc cực kỳ bung ha, các bạn nhìn thấy. Video hôm nay tôi chia sẻ với các chị và các bạn cắt kiểu tóc cao ba dách ha, trắng chừng. Trước tiên cũng xịt nước kẹp máy lên nha các bạn. Chắc tóc khá bung ta kẹp lại cho nó gọn để chúng ta đi cái size bình hồng ha. Ở đây phía trên thì tôi kê lượt đi khung trước nha các bạn. Khung thì chúng ta đi 2/3 của cái phần size này ha. Tính từ chân viền lên 2/2 của cái phần hông này nha. Và chúng ta kê lượt đi về phía sau cái bàn tay bên trái này luôn nha các bạn. Đã, cũng từ chân viền lên tầm khoảng 8-10cm ha, tức là 2/3 của cái phần size nha. Tới đây thì chỉnh sửa cho nó hoàn chỉnh phía trên, rồi ở dưới tôi lắp cái cử 3mm nha các bạn, cử số 1 ha, lắp vào. Và ở đây chúng ta đẩy cái càng xuống hết, chúng ta đi từ ở đoạn giữa của cái phần size này lên tới cái cạnh mà chúng ta vừa mới kê lượt xong các bạn. Tức là chúng ta đi hướng cái lưỡi tông cho nó lại ra ngoài, cho nó bám vào cái cạnh phía trên ha. Cái đoạn tiếp giáp phía trên này thì lưỡi mở hoàn toàn nha các bạn. Càng cái càng của cái tông đó chúng ta đẩy xuống hết ha. Và cái đoạn dưới này chúng ta đóng cái lưỡi lên nha các bạn. Tức là chúng ta đẩy cái càng lên phía trên ha. Và chúng ta đi cho sạch sẽ ở cái phần từ chân viền lên ở đoạn giữa này nha, cho nó liên kết vào. Các bạn nhìn thấy nó có hiệu ứng hơi mờ dần ha. Thì tới đây chúng ta làm sạch sẽ cái phần ở đoạn dưới này cho nó liên kết lên trên rồi, thì ở cái phần viền của vành tay và viền của mai các bạn, chúng ta bỏ cái cự ra nha. Và chúng ta vuốt sạch sẽ cho nó sát luôn. Ở đây cái tóc này là không cạo viền nha các bạn. Tôi đẩy tông cho sạch sẽ toàn bộ tóc con ở dưới chân viền là lấy luôn ha. Làm tới đâu thì sạch sẽ tới đó luôn các bạn. Khỏi quay lại chỉnh sửa ha. Chân viền đã ok thì ở cái cạnh phía trên này các bạn, tôi lấy tông tôi vuốt lại cho những cái ngọn tóc mà nó chỉa lên nó làm nhầm cho liền xuống luôn ha. Cây lượt chúng ta đổi một lần nữa cho mượt ở cạnh nó luôn nha. Tới đây thì cái phần size bên trái cũng đã hoàn thành luôn nha các bạn. Đó, phủ sạch sẽ các bạn nhìn thấy đều ha. Ở cái form sau này vẫn kê lượt đi khung nha các bạn. Từ dưới chân viền ở dưới gáy lên 2/3 của cái form sau ha. Và chúng ta đi hết hành trình đường tông luôn để hạn chế tầng khớp nha các bạn. Tôi đi khung phía trên trước này thì lượt kê từ ở giữa form của form sau này chúng ta đi lên ha. Tức là sóng lượt cũng chạm da đầu làm điểm tựa nha các bạn. Đầu răng lượt cũng hở ra cách da đầu từ 25-30 độ nha các bạn. Tức là chúng ta đi cái form cao quá thì độ lượt nó thấp thì cái thành nó đứng và nó ít, cái tầng khớp nó thấp hơn ha. Rồi ở đây sử dụng là cái cự số 1 nha các bạn, cự 3mm ha. Và chúng ta lắp vào tông và mở lưỡi nha. Đẩy cái càng đó xuống hết hoàn toàn, chúng ta đẩy giống cái size bên trái này nha các bạn. Tức là từ cái đoạn giữa của cái phần form sau này chúng ta đẩy cho nó liên kết lên cái cạnh chúng ta vừa kê lượt phía trên ha. Ra cho nó lại lên và thẳng thành luôn nha các bạn. Ở đây thì tôi có thể tôi kê lượt tôi đi cho nó thẳng luôn vẫn được các bạn. Nhưng ở đây tôi sử dụng cái cự cho nó nhanh hơn ha. Kê lượt cái form cao quá thì nó hơi mất thời gian chút xíu. Rồi ở cái đoạn dưới này chúng ta đóng lưỡi lên nha, đẩy cái càng lên sát lên hoàn toàn luôn. Vẫn là cái cử 3mm nha các bạn. Vuốt lại cái nền ở dưới chân viền này cho đều liên kết lên ở cái đoạn giữa ha. Các bạn nhìn thấy nó mờ dần lên nha. Các anh chị và các bạn thấy video trên kênh có hữu ích thì có thể đăng ký kênh ủng hộ, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những cái video mới tiếp theo nha. Và khuyến khích ủng hộ một like để có thêm động lực ra nhiều video mới hơn nữa ha. Cái phần ở dưới chân viền này thì bỏ cái cử ra nha các bạn. Chúng ta vuốt sạch sẽ những cái tóc con ở dưới viền, ở dưới gáy này luôn. Và chúng ta lấy luôn ha. Khỏi quay lại chỉnh sửa nha các bạn. Cái chân viền này chúng ta vuốt cũng kết hợp đóng mở lưỡi nha các bạn. Để lấy cái hiệu ứng mờ dần ha. Và nó mịn da ha. Ok. Coi như cái phần sau gáy này cũng đã hoàn thành nha các bạn. Phía sau cạnh vành tay bên phải này vẫn kê lượt đi khung nha các bạn. Đi cho nó cân xứng với cái size bên trái ha. Tức là từ chân viền phía sau vành tay này lên tầm khoảng 8-10cm ha. Tức là 2/3 của cái phần form này, bên hông này nha. Sau khi kê lượt chúng ta vuốt lại cái cạnh này cho nó thẳng mượt rồi, vẫn lắp lại cái cự số 1 nha các bạn, cự 3mm ha. Chúng ta đi
từ ở đoạn giữa lên tiếp giáp tới cái cạnh chúng ta vừa kê lược nãy đó, nó giống như phía sau và bên trái nãy luôn các bạn. Cái này cũng là một kiểu phay nha các bạn, phép theo kiểu một cử ăn luôn ha. Nó cũng có hiệu ứng mời dần từ chân viền lên đoạn giữa này và lên cái cạnh phía trên luôn nha các bạn. Đó, cái phần ở dưới chân viền này thì vẫn đóng cái lưỡi lên nha các bạn, đẩy cái càng lên hết ha, và chúng ta vuốt cho sạch. Rồi chân viền này bỏ cử ra luôn và chúng ta vuốt sạch sẽ cái phần ở dưới chân viền này. Rồi chúng ta lấy luôn cái phần chân viền này khỏi chấn cạo vậy luôn nha các bạn. Đây là một cái form đầu và một cái chất tóc cực khó luôn nha các bạn. Ở trên thì nó bung đứng, nó không nằm ha. Nãy đầu video các bạn nhìn thấy cái tóc nó rất là dài mà nó không chịu nằm, nó sừng 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 lên không. Cái chân viền này chúng ta vuốt cho mịn luôn ha. Ok, các bạn nhìn thấy nó mời dần lên phía trên rồi nha. Cái phần phía sau này cũng đã xong rồi ha. Ở phía trước, phía trên cạnh bên tay bên phải này vẫn kê lược đi khung nha các bạn. Chúng ta canh cho nó cân xứng với cái size bên trái này ha. Tức là từ ở dưới viền vành tay lên tầm khoảng 2/3 của cái phần size này, tương đương 8-10cm nha. Thì chúng ta bên đây cũng giống như bên kia ha, tránh hiệu ứng cái nền này nó bên cao bên thấp, nó nhìn cái đầu nó méo nha các bạn. Kê lược chúng ta đi cái cạnh này cho nó thẳng luôn ha. Và ở cái phía trước này tôi không sử dụng cử nữa nha các bạn. Chút nữa tôi sẽ mở cái lưỡi hoàn toàn luôn. Đó, tôi đi thẳng luôn cái nền này từ dưới lên trước ha. Này cũng là một cái cách cắt không sử dụng cử nha các bạn. Chúng ta mở lưỡi đi phần nền ở dưới chân viền trước rồi hướng lưỡi tông ra ngoài, chúng ta vuốt cho nó lài lên ha. Cho nó liên kết vào cái đoạn giữa này các bạn nhìn thấy. Đó cũng làm cho nó mơ dần và chỗ nào còn đen đậm nó kê lược chúng ta đi lại cho nó mịn luôn ha, cho nó đều màu luôn. Các anh chị và các bạn thấy video trên kênh có hữu ích thì có thể đăng ký kênh ủng hộ, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những cái video mới tiếp theo nha. Và khuyến khích ủng hộ một like để có thêm động lực ra nhiều video mới hơn nữa ha. Chỉnh sửa sơ sơ một lần nữa cho có hiệu ứng xíu ha các bạn. Coi như cái phần xa bên phải này cũng được rồi ha. Ở đây tôi sử dụng tông tôi cắt máy luôn các bạn. Các bạn có thể sử dụng kéo bén hoặc kéo tỉa để cắt cái máy này ha. Tôi sẵn cái tông tôi cắt luôn, khỏi mất công thay đổi kéo ha. Thì cái máy này phía trước chúng ta cắt trên chân mày tầm khoảng 1cm ha, có thể cao hơn tùy theo cách yêu cầu nha các bạn. Rồi cái phần trên này chúng ta chải lên, chúng ta so toàn bộ cái phần tóc ở trên đỉnh này các bạn, tất cả đều bằng nhau hết ha. Và cái cạnh này đó các bạn nhìn thấy nó bung chỉa nhiều đó, chúng ta cắt cho nó bám vào cạnh đó luôn. Ở sai bên trái cũng tương tự ha, chúng ta cũng chạy xuống, ta cắt những cái ngọn tóc mà nó lọt sọt, nó dư hơn cái cạnh mà đi đầu tiên của chúng ta nãy đó, cho nó bám vào đó luôn là ok nha các bạn. Phần xô máy này hoàn thành coi như cũng đã xong luôn nha các bạn, cái tóc này là không cạo viền nha. Ok, tôi chạy sơ lại cái tóc cho tạm ổn vào nếp để kết thúc luôn cái video nha các bạn. Đây là cái chất tóc cực bung cực khó nha, và chỉ cắt kiểu ba dách ha, đơn giản, nền xanh mờ nha. Ok, đây là kiểu tóc khi đã hoàn thành ha. Các anh chị và các bạn xem và cảm nhận dùm nha. Cảm ơn các anh chị và các bạn ủng hộ theo dõi xem hết video. Hẹn gặp lại vào những video mới tiếp theo.